các bạn. Thời gian vừa qua thì Nhi nhận được rất là nhiều câu hỏi của rất nhiều bạn là không biết làm thế nào để phân biệt giữa sản phẩm Liposic Black và Liposic Steam Free. Thì đó do vì sao mà ngày hôm nay Nhi nảy ra ý tưởng là Nhi sẽ làm video này để giúp các bạn so sánh được cái sự khác biệt của hai sản phẩm này. Thì đầu tiên khi mà Nhi sẽ nói về cái điểm giống nhau trước nha. Cả hai cái sản phẩm Liposic này thì đều thuộc thương hiệu là Nutrex. Đây là một thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng của Mỹ với lịch sử hơn 16 năm trong ngành thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thể thao rồi. Cho nên nói về độ uy tín và thương hiệu thì Nhi nghĩ là không cần phải bàn tới nữa, đúng không? Và khi mà nói về cái điểm giống nhau thứ hai nữa, đó là cũng liên quan tới thương hiệu luôn, đó là Nutrex cũng chính là cái thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đầu tiên trên thế giới mà có thể tạo ra các dạng viên nang, dạng lỏng giúp tăng cái khả năng hấp thụ lên tối đa. Thay vì các bạn hình dung những cái viên nén bình thường các bạn uống á, thì nó phải vào trong cơ thể, nó sẽ tốn thời gian để nó hoạt hóa, để nó hòa tan ra. Trong khi đó những cái sản phẩm viên dạng lỏng ở đây á, thì nó sẽ, có nghĩa là nó đã ở dạng lỏng rồi, cho nên cái khả năng hấp thụ của nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cái sản phẩm viên dạng nén bình thường ở thị trường. Cho nên đây cũng có thể gọi là một ưu điểm của cả hai sản phẩm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào xem hai sản phẩm này nó khác nhau điểm nào nha. Thì về bao bì thì thực ra cái sản phẩm Liposic Black này là sản phẩm ra đời trước và nó thực sự là mang tới hiệu quả rất là cao và được rất là nhiều người yêu thích. Tuy nhiên sau đó Liposic lại ra thêm một cái dòng nữa là Liposic Steam Free. Thì cái điểm khác biệt lớn nhất giữa hai sản phẩm này đó là sản phẩm Liposic Black ấy, thì nó là thuần cái dòng đốt mỡ sinh nhiệt. Còn cái Liposic Steam Free thì nó lại bổ sung thêm cái hàm lượng lớn là thành phần đốt mỡ tự nhiên, đồng thời nó không có caffeine. Thì thật ra nói về cái hàm lượng caffeine thì Nhi nghĩ là các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi, hầu như cái sản phẩm đốt mỡ sinh nhiệt nào nó cũng sẽ có thành phần caffeine nào cả. Tuy nhiên đối với một số người mà mình không quen sử dụng caffeine á, thì khi mình uống những cái dòng đốt mỡ này vào mình lại cảm thấy hơi đau đầu chóng mặt, cảm thấy hơi mệt nè và nhiều khi bị mất ngủ. Thì đó do vì sao mà cái dòng Liposic Steam Free này ra đời và nó có cái khả năng gọi là nó cải tiến hơn, là nó đã loại bỏ đi thành phần caffeine rồi. Vì vậy với những bạn nào mà dị ứng caffeine nè, không muốn bị mất ngủ hay là cảm thấy bồn chồn hay là cảm thấy mệt khi mà mình không quen với cái thành phần caffeine đó, thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm Liposic Steam Free này bởi vì nó không có caffeine. Còn cái sản phẩm Liposic Black này á, thì lúc nãy Như có nói về việc là cái khả năng đốt mỡ sinh nhiệt và đốt mỡ tự nhiên thì nó khác nhau ở chỗ nào. Thì các thành phần, các sản phẩm mà có thành phần đốt mỡ sinh nhiệt á, thì cái nguyên lý của nó là nó sẽ tạo nhiệt lượng, nó sẽ tạo, nó làm nóng cơ thể và giúp cho các bạn đẩy cái quá trình ta trao đổi chất trong cơ thể của mình lên cao hơn nhằm hỗ trợ đốt mỡ tốt hơn. Còn với cái nhóm thành phần đốt mỡ tự nhiên, thường là sản phẩm như là có thành phần như là CoA nè, L-carnitine nè, thì đó là những thành phần hỗ trợ giống như là một cái người chuyển hóa mỡ vậy đó. Nó sẽ chuyển hóa mỡ và những cái thức ăn trong quá trình mình ăn vào chuyển hóa thành năng lượng, và trong quá trình mà các bạn vận động thì năng lượng giải phóng ra bên ngoài và giúp các bạn giảm mỡ tốt hơn. Thì thật ra cả hai công thức đốt mỡ này đều tốt cả, chỉ là theo cái nhu cầu của từng người cũng như là thể trạng của từng người mà chúng ta lựa chọn các sản phẩm đốt mỡ khác nhau mà thôi. Về cái liều lượng sử dụng thì các bạn có thể thấy là cái sản phẩm này là nó 60 viên và liều lượng sử dụng là một ngày các bạn sử dụng 2 viên mỗi ngày, một viên vào buổi sáng trước khi ăn sáng và một viên vào buổi trưa trước khi ăn trưa, 1 tiếng đồng hồ. Và cái sản phẩm Liposic Steam Free này thì liều dùng là một ngày 4 viên, tổng một hũ này là có 120 viên, nghĩa là cái thời gian sử dụng của cả hai sản phẩm này đều là 30 ngày, 1 tháng cả. Và các bạn lưu ý là mình sử dụng trong cả những ngày mình tập luyện thể thao hay là không tập luyện, mình đều sử dụng, mình sử dụng theo đúng liệu trình mọi người nha. Thì khi mà nói tới sản phẩm đốt mỡ thì Như cũng sẽ khẳng định luôn với mọi người là khi đã lựa chọn sản phẩm đốt mỡ rồi thì các bạn bắt buộc phải kết hợp với tập luyện thì mới mang tới hiệu quả được. Nếu không thì như nguyên lý Như nói á, nó sẽ không thể giải phóng năng lượng ra bên ngoài được, thì không thể nào mà đốt mỡ các bạn cho các bạn hiệu quả hết. Cho nên lưu ý là luôn luôn sử dụng sản phẩm đốt mỡ là mình phải kết hợp với cái quá trình mình tập luyện. Và cái điều thứ hai mà Như luôn muốn nhỏ mọi người đó là nếu mà các bạn lựa chọn sản phẩm Liposic Black này thì mình luôn lưu ý là phải uống trước 6 giờ chiều và uống cách thời gian ngủ ít nhất là 6 tiếng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bởi vì trong cái sản phẩm này có hàm lượng caffeine khá là cao. Nếu mà bạn nào không quen hoặc là dù có quen uống cà phê chăng nữa mà mình uống quá gần cái thời gian ngủ đi, nhiều bạn quên uống buổi trưa cái lại chuyển lại uống vào buổi tối, thì nó sẽ rất là dễ làm mình giấc ngủ. Cho nên các bạn lưu ý điều này ha. Cái thứ hai nữa là về việc các bạn phải uống đủ lượng nước trong ngày. Rất nhiều bạn là phản hồi không phải chỉ sản phẩm đốt mỡ không, mà khi uống whey cũng vậy, hay là mask được bảo là vì sao uống vào lại bị nổi mụn. Thì cái rất là dễ hiểu thôi. Khi mà các bạn nạp vào cơ thể của mình một cái sản phẩm nào đó thì thường nó phải cần nước để nó hoạt hóa cái chất dinh dưỡng của mình,
Vì vậy cho nên khi, đặc biệt là sản phẩm đút mỡ nữa, cho nên khi mà các bạn dùng cái sản phẩm này thì lưu ý giống như là một ngày mình phải uống đủ từ 2 tới 3 lít nước để nó có thể làm hoạt hóa được cái sản phẩm và cơ thể của mình nó không bị thiếu nước á, thì nó không bị nóng và không bị lên mụn được. Thì đó là do cái cách mà các bạn sử dụng sản phẩm mà thôi. Thì đó là những cái điểm khác biệt cơ bản của hai sản phẩm, và cái hai sản phẩm này thì đều sử dụng cho những người từ trên 18 tuổi, và đặc biệt thì với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú á, thì bắt buộc phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này nha. Thì đó là sơ lược những cái thông tin cơ bản về sản phẩm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu mà các bạn còn những cái thắc mắc nào khác hoặc là có những cái chia sẻ nào hay hơn về cái sự khác biệt cho hai sản phẩm này thì đừng quên comment ngay vào bên dưới giúp Như, và cũng đừng quên like video này cũng như là subscribe kênh iFitness để Như có thêm động lực để tạo những cái video mới hấp dẫn hơn và hay hơn cho các bạn nha. Tạm biệt các bạn.